cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống phanh đĩa. Một cơ cấu phanh đĩa điển hình gồm có thành phần quay là cụm Meyer bánh xe kết nối với rotor phanh đĩa và bánh xe, cùng với thành phần cố định là cơ cấu chấp hành phanh đĩa. Meyer bánh xe là cụm chi tiết gắn với khung xe và được dẫn động bởi bán trục đối với bánh chủ động hoặc quay tự do đối với bánh bị động. Đĩa phanh hay rotor được gắn trực tiếp lên cụm Meyer bánh xe, thường được làm bằng vật liệu chịu lực tốt, có độ bền cao. Đây là chi tiết cung cấp bề mặt ma sát khi phanh được kích hoạt. Rotor phanh đĩa được chia thành các loại và có 3 loại phổ biến sau. Loại được đúc liền khối, loại có các rãnh và lỗ thông gió giúp tản nhiệt khi phanh, và cuối cùng là loại kết hợp tang trống dùng cho phanh đổ. Với các thiết kế cơ cấu chấp hành phanh, phanh đĩa được chia thành loại càng phanh cố định Fixed Caliper và loại càng phanh di động Floating Caliper. Ở video này, ta cùng tìm hiểu về loại càng phanh di động là loại được ứng dụng phổ biến trên các xe ngày nay. Cơ cấu được cấu thành từ càng phanh, caliper body, ngàm truyền moment, carrier và bố phanh, brake pad. Càng phanh có chức năng là xi lanh cho piston phanh đĩa và được thiết kế để ép các má phanh khi cơ cấu phanh hoạt động. Ngàm truyền moment là một khung kim loại đúc được gắn cố định với xe, có chức năng giữ càng phanh và các má phanh. Càng phanh được bắt với ngàm truyền moment thông qua chốt giữ, cho phép càng phanh có thể trượt dọc trên chốt khi piston phanh hoạt động. Cuối cùng là má phanh. Khi tiến hành phanh, má phanh được ép vào các đĩa phanh tạo ra ma sát cần thiết để làm giảm tốc độ bánh xe. Cụm má phanh được cấu thành từ những tấm chi tiết. Sau cùng là một miếng đệm kim loại được thiết kế để giảm độ rung và tiếng ồn khi phanh. Tiếp đến là tấm đỡ má phanh, chịu lực trực tiếp từ piston phanh và giữ má phanh trên ngàm truyền moment. Sau đó là một tấm vật liệu giúp liên kết tấm đỡ và tấm ma sát lại với nhau. Bên cạnh đó, nó còn có chức năng hạn chế nhiệt truyền từ má phanh tới càng phanh. Cuối cùng là tấm ma sát được chế tạo từ hợp chất có chỉ số ma sát cao. Nguyên lý hoạt động của cơ cấu diễn ra như sau. Khi tiến hành phanh, áp suất dầu phanh dần tăng lên, đẩy piston ép má phanh bên trong ma sát với mặt trong của đĩa phanh. Khi áp suất dầu tiếp tục tăng, lúc này má phanh tại đây không thể di chuyển được nữa, nên áp suất thủy lực sẽ ép càng phanh trượt theo hướng ngược lại. Đồng thời, càng phanh sẽ kéo má phanh bên ngoài ép vào mặt ngoài của đĩa phanh. Lúc này, cả hai má phanh đều được ép sát vào đĩa phanh, tạo ra lực phanh lớn nhất. Khi nhả bàn đạp phanh, piston được hồi lại nhờ vào lực biến dạng đàn hồi của cúp ben piston. Cơ chế tự điều chỉnh phanh đĩa. Sau khi sử dụng một thời gian, má phanh sẽ bị mòn, dẫn đến hành trình piston sẽ thay đổi. Nhờ vào đặc tính đàn hồi của cúp ben cao su, khoảng di chuyển trở lại của piston luôn được giữ cố định. Vì vậy, khe hở giữa má phanh và đĩa phanh luôn được duy trì. Tuy nhiên, khi vị trí piston thay đổi, lượng dầu chờ trong xi lanh phanh sẽ tăng lên, dẫn đến hiện tượng hụt dầu phanh trong bình chứa. Từ dữ kiện đó, ta có thể dự đoán được tình trạng mòn của các má phanh bằng cách kiểm tra mức dầu trong bình chứa. Do đường kính của piston phanh đĩa lớn, nên khi các má phanh mòn, độ giảm mức dầu trong bình chứa sẽ nhiều hơn so với phanh tan trống. Chỉ báo mòn má phanh. Loại cơ khí. Một miếng thép với thiết kế đặc biệt được gắn vào tấm đỡ má phanh. Khi độ dày má phanh giảm đến mức cần phải thay thế, miếng báo mòn phanh sẽ chạm vào đĩa phanh và sinh ra tiếng rít với tần số cao để báo cho người lái. Chú ý, khi mới xuất hiện tiếng rít, miếng báo mòn phanh chỉ chạm nhẹ vào đĩa phanh nên đĩa sẽ không bị hư hại. Tuy nhiên, nếu vẫn tiếp tục sử dụng ở điều kiện này, lúc này má phanh sẽ tiếp tục mòn hơn. Miếng báo mòn và tấm đỡ má phanh sẽ tiếp xúc trực tiếp với đĩa phanh, làm hỏng đĩa phanh. Vì vậy, khi xuất hiện tiếng rít, cần phải thay má phanh ngay. Loại điện tử. Cảm biến báo mòn má phanh được gắn vào má phanh theo chiều dày của má phanh. Khi cảm biến mòn đi cùng với má phanh, mạch của bộ cảm biến bị hở. Bộ ECU phát hiện mạch hở này và báo cho người lái thông qua màn hình táp lô.
ưu và nhược điểm của phanh đĩa. Phanh đĩa có những ưu điểm như tỏa nhiệt tốt. Do phần lớn đĩa phanh được tiếp xúc với không khí nên nhiệt sinh ra bởi ma sát dễ dàng tỏa ra môi trường, làm giảm hiện tượng chai bề mặt má phanh. Điều này giúp hệ thống phanh hoạt động ổn định ở tốc độ cao. Phanh đĩa có cấu tạo đơn giản nên các thao tác kiểm tra và thay thế má phanh cũng diễn ra dễ dàng hơn. Có khả năng thoát nước tốt, nước bám vào đĩa phanh sẽ nhanh chóng được loại bỏ bởi lực ly tâm, nên tính năng phanh được phục hồi trong một thời gian rất ngắn. Nhược điểm: do kích thước của má phanh bị hạn chế nên cần có áp suất dầu lớn hơn để tạo đủ lực phanh. Vì vậy, má phanh cần phải chịu được ma sát và lượng nhiệt lớn hơn so với phanh tang chống. Do gần như không có tác dụng tự hãm nên cơ cấu phanh đĩa cần có áp suất dầu rất cao để đảm bảo đủ lực phanh cần thiết để dừng xe. Vì vậy, đường kính piston trong xi lanh phanh đĩa lớn hơn phanh trống và cần phải có trợ lực phanh. Nếu thấy video bổ ích, mọi người hãy like và đăng ký kênh YouTube Max Auto để cùng mình tìm hiểu những kiến thức kỹ thuật về xe nhé.